vẫn là câu chuyện cắt mí to để lâu phải làm lại. Trên hội nhóm các trang mạng xã hội, chị em hay truyền tai nhau cắt mí nên cắt to chút để lâu bị sụp, để không phải cắt lại. Nhưng sự thực là như thế nào? Hãy xem video dưới đây. Vẫn là cái câu chuyện mà nhiều bạn sau khi cắt mí thì nói rằng phải cắt to một chút, rồi cắt to thì nó mới lâu sụp nhưng không phải làm lại, vân vân. Chia sẻ với các bạn, nếu sau 3 tháng, 6 tháng mí các bạn sau cắt mà không tự nhiên trở lại thì có nghĩa là nó đã có vấn đề rồi. Vấn đề ở đây là gì? Bởi vì sao? Cái cấu trúc mắt của người Á Đông mình nó chỉ phù hợp với một số những cái size mí nhất định. Nếu chúng ta làm to quá thì nó sẽ quá cái ngưỡng. Và chia sẻ với các bạn là xem một cái tình trạng của bạn gái. Xin phép bạn, đây là bạn, em đã làm được 4 năm đúng không? Rồi em cứ nhìn đây. Đó, chúng ta thấy là mí này rất là to đúng không? Mí này thì chắc là còn rất nâu nữa, nó mi có thể bị sụp. Em cảm nhận sau khi làm xong thì em cảm nhận thấy thế nào nhỉ? Kiểu nó già hơn khoảng 5-6 tuổi á. 5-6 tuổi, ok, nhắm mắt lại. Đó, chị, đây là cái cắt mí mini nhé các bạn nhé. Cắt mí mini tức là một cái đường can thiệp ngắn, tuy nhiên thì mí vẫn có thể bị to. Chị cũng sẽ cố gắng để không phụ cái lòng tin của em từ trong Quảng Bình ra. Với những cái trường hợp sửa mí thì chưa bao giờ là dễ cả, chia sẻ với bạn như vậy. Bởi vì nó muôn hình vạn trạng khác nhau. Mí nó không giống như những mí mới. Những cái mí mới thì có những cái giải pháp, rất nhiều giải pháp. Tuy nhiên thì những cái mí sửa thì chúng ta phải tùy theo đặc điểm của từng tổn thương, từng cái tình trạng mí lỗi, và có những cái biện pháp khắc phục. Có những cái trường hợp thì cũng đã chỉ cải thiện được phần nào, có những cái trường hợp thì có thể sẽ phải chỉnh sửa thêm 1-2 lần. Thì nói chung là các bác sĩ cũng sẽ luôn cố gắng lựa chọn cho bạn những giải pháp để nó tối ưu.